Một trong những nguyên nhân khiến cho rất nhiều nam giới không thể đưa đối tác của mình lên đỉnh, đó là do không thay đổi những quan niệm cũ trong chuyện chăn gối. Xa xưa thì tình dục chủ yếu là để duy trì nòi giống, nhưng xã hội ngày càng phát triển như hiện nay có rất nhiều kiểu yêu mới, tư thế yêu mới. Tiện đây, những ai chưa được nhận bộ sưu tập hơn 100 tư thế làm tình thì có thể inbox cho Thanh Hương thông qua hai số Zalo. Mọi người cũng thấy trước đây làm gì có những video chia sẻ giống như Thanh Hương, nhưng bây giờ thì có rất nhiều. Nên nếu như các bạn không cập nhật và thay đổi thì không thể làm cho người phụ nữ hiện đại mãn nguyện được. Vậy cụ thể nam giới cần phải thay đổi những gì? Hãy lắng nghe thật kỹ video ngày hôm nay nhé. Điều 1, tư duy cũ, nếu nàng đã thích thế nào thì cứ thế mà làm, kiểu như đi theo một lối mòn, biết nàng thích tư thế doggy thì cuộc yêu nào cũng chỉ nhăm nhăm áp dụng tư thế doggy. Hoặc Thanh Hưng thấy có nhiều nam giới sau khi áp dụng được một kỹ thuật nào mới mà thấy đối tác của mình thăng hoa, hưng phấn và kích thích hơn thì lần sau cứ áp dụng y chang như vậy. Về lâu dài cũng là không nên các bạn nhé. Hãy áp dụng tư duy mới, không bao giờ được phép ngủ quên trên chiến thắng mà phải không ngừng khám phá những đỉnh cao mới. Bởi vì tính nhạy cảm của cơ thể người phụ nữ sẽ thay đổi theo tuổi tác và họ sẽ đòi hỏi những cách khêu gợi khác nhau. Chưa kể là dù có thích thế nào đi chăng nữa nhưng áp dụng nhiều lần thì tới một lúc cũng cảm thấy nhàm chán. Vì vậy, nam giới phải liên tục tìm tòi và thử nghiệm những kiểu yêu, tư thế yêu mới. Đừng vội hài lòng, tự mãn với một vài tư thế, một vài kỹ năng, kỹ thuật mà mình diễn đi diễn lại cả trăm lần rồi. Với những cặp đôi đã quá ăn ý và thấu hiểu nhau trong chuyện chăn gối thì không cần phải sử dụng đến ngôn ngữ, cũng biết là nên làm thế nào và không nên làm thế nào. Nhưng còn trường hợp nam giới không hiểu đối tác của mình muốn gì và cần gì thì cách dễ dàng nhất để xác định điểm nóng trên cơ thể đó là nhờ vào sự chỉ điểm của nàng. Mình hỏi thẳng là anh làm như thế này em có thích không? Em muốn như thế nào? Nếu như chúng ta không có sẵn tấm bản đồ trên tay thì chúng ta rất khó có thể đi tới đích một cách nhanh nhất và rất khó có thể đưa nàng lên đỉnh. Vì vậy hãy chia sẻ, dần dần chắc chắn sẽ thấu hiểu nhau hơn. Điều 2, tư duy cũ là chỉ đánh vào một mục tiêu. Trong quá trình tư vấn, Thanh Hưng thấy có nhiều nam giới mắc phải lỗi sai, đó là khi kích thích ngực thì chỉ chăm chăm kích thích ngực. Khi giao hợp, chỉ tập trung vào giao hợp, đôi khi làm cho bản thân không kiểm soát được thời gian. Hãy áp dụng tư duy mới, hướng tới nhiều mục tiêu. Ví dụ khi đang hôn môi, hôn cổ thì tay có thể vuốt ve nhẹ nhàng đôi gò bồng đảo. Hay khi hôn ngực thì tay có thể mơn trớn khắp cơ thể, làm cho nàng sao nhãng và phiêu diêu trên chín tầng mây. Đa số nam giới thường chỉ nhăm nhăm lên đỉnh, nhanh nhanh chóng chóng tiến vào vùng cấm địa, nhưng phụ nữ thì lại thích thả hồn lang thang với nhiều trí tưởng tượng. Muốn như vậy thì tâm trí của người phụ nữ phải hoàn toàn được thư giãn, tự tin và không e ngại với bất cứ điều gì. Khi trí tưởng tượng càng bay bổng, vượt lên trên những suy nghĩ cụ thể thì người phụ nữ sẽ quên đi những nỗi ngại ngùng. Mà các bạn cũng biết rồi, khi người phụ nữ còn bị tâm lý lo lắng, ví dụ về những cái khuyết điểm trên cơ thể thì họ không thể tập trung 100% vào cuộc yêu và điều đó sẽ làm cho họ khó lên đỉnh. Nhưng khi họ đã thả hồn rồi, 100% tập trung, mơ màng và tận hưởng những cái cảm giác mà người đàn ông đem lại thì họ sẽ dễ dàng lên đỉnh hơn. Không biết các bạn còn nhớ về phương pháp kiểm soát hưng phấn giúp kéo dài cuộc yêu mà Thanh Hương từng hướng dẫn hay không? Đó là khi hưng phấn đẩy lên cao trào, cụ thể là đang ở mức 7, mức 8, mà mình sợ mình bị ra sớm thì lúc đó hãy nhịp chậm lại hoặc rút cậu nhỏ ra khỏi cô bé. Khi hưng phấn giảm xuống rồi thì mình lại tiếp tục giao hợp. Nhiều nam giới thắc mắc là nếu như mình làm chậm lại hoặc mình rút cậu nhỏ ra khỏi cô bé như vậy, nhiều người phụ nữ họ cảm thấy hụt hẫng, không thích thì làm như thế nào? Thì hãy áp dụng ngay ở cái tư duy này. Đó là mình phải hướng đến nhiều mục tiêu. Khi mình ngưng giao hợp hay mình làm chậm lại thì ở trên mình có thể hôn môi, hôn cổ, hôn vành tai và đặc biệt là dành cho nàng những lời khen ngợi, những lời khiêu khích. Ví dụ như hôm nay em đẹp quá, em tuyệt vời quá, làm anh không cưỡng lại được. Đáng nhẽ là 100% người phụ nữ đang tập trung ở bên dưới để cảm nhận, nhưng bây giờ vì nghe những lời khen, những lời khiêu khích, họ nâng cao cái trí tưởng tượng thì họ sẽ bớt tập trung xuống bên dưới. Thì lúc đó các chàng trai vừa kiểm soát được cuộc yêu mà đảm bảo các nàng không bị hụt hẫng. Điều 3, tư duy cũ. Có rất nhiều người quan niệm phụ nữ thì không nên chủ động ở trên giường, chủ động là việc của đàn ông sẽ luôn là người dẫn dắt cuộc yêu. Chính vì quan điểm này mà rất nhiều chị em chưa bao giờ biết cảm giác lên đỉnh là như thế nào.
hãy áp dụng tư duy mới để người phụ nữ làm chủ tướng. Sự thỏa mãn của đàn ông đôi khi không phải đến từ việc được xuất tinh, mà chính là cảm giác chứng kiến đối tác của mình đê mê quằn quại và lên đỉnh. Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng biết chiều lòng đối phương của mình. Có rất nhiều chị em tâm sự với Thanh Hương là chị chỉ có thể lên đỉnh khi chị chủ động ngồi ở tư thế phía trên. Chị biết mình muốn gì, cần gì. Còn nếu để cho chồng chị chủ động thì chị không bao giờ lên được cả. Đó, cho nên khi mà nam giới cảm thấy mình không thấu hiểu đối phương thì cách tốt nhất là hãy để cho các chị em chủ động. Chủ động điều tiết cả về tiết tấu cũng như cường độ. Họ muốn gì, họ thích gì thì hãy cứ để họ thoải mái thể hiện. Còn mình thì có một nhiệm vụ, đó là nằm bên dưới tận hưởng, và khi cần thì phối hợp nhịp nhàng với họ. Điều 4, tư duy cũ là đàn ông lạ gì những điểm gợi cảm của phụ nữ. Cũng giống như khi Thanh Hương chia sẻ những video về chủ đề tình dục, một số ít nam giới bình luận là những điều này thì cần gì phải học, quá đơn giản, ai chẳng biết, cứ làm theo bản năng là được rồi. Hãy áp dụng tư duy mới, đừng bao giờ nghĩ là mình đã biết hết rồi. Có rất nhiều nam giới sau khi áp dụng những tuyệt chiêu, kỹ năng, kỹ thuật mà Thanh Hương chia sẻ thì họ có nhắn tin cảm ơn là trước đây họ cứ nghĩ là họ làm tốt rồi, nhưng sau khi họ thay đổi, họ thấy đời sống chăn gối của hai vợ chồng hòa hợp và thăng hoa hơn rất là nhiều. Và từ đó vợ của mình cũng cảm thấy ham muốn và hào hứng hơn trong mỗi cuộc yêu. Đó, mọi người thấy không ạ? Khi chúng ta tác động vào những vị trí nhạy cảm khác nhau thì sẽ mang tới những cảm giác khác nhau. Nếu như nam giới nào còn chưa biết về 7 kiểu cực khoái của phụ nữ, có thể inbox cho Thanh Hương để được nhận video nhé. Điều 5, tư duy cũ là nhịp độ càng nhanh càng mạnh càng tốt. Hãy áp dụng tư duy mới, không phải lúc nào cũng cần nhanh và mạnh. Đang nhanh, từ từ chậm lại, giảm nhịp độ khi gần đến đỉnh và sau đó lại nhanh dần đều lên, cứ lên xuống như những đợt thủy triều. Và chính sự gìn giữ này không chỉ làm tăng khoái cảm thể xác mà còn làm dạo dực tâm hồn. Khi người phụ nữ gần lên đến đỉnh thì hãy làm chậm lại, dừng lại và di chuyển đến những điểm khác. Cứ từ tốn như vậy đến khi nào họ tâm phục khẩu phục, van nài, cầu xin, anh ơi nhanh mạnh lên nữa đi, làm cho em lên đỉnh đi, thì lúc đó mình hãy tăng tốc để cả hai cùng đạt được những cảm giác bùng nổ, thăng hoa tột đỉnh. Đây không chỉ là bí quyết để dẫn dắt cảm xúc của phụ nữ, mà còn là cách để giúp các bạn kiểm soát thời gian cuộc yêu theo mong muốn. Có người đàn ông nào mà quan hệ được 20-30 phút giữ nguyên một nhịp độ nhanh mạnh từ đầu đến cuối không ạ? Đây là điều không thể. Biết kiểm soát hưng phấn bằng cách thay đổi nhịp độ cũng chính là một trong những phương pháp giúp kéo dài thời gian cuộc yêu. Hãy áp dụng các bạn nhé. Vậy làm thế nào để luôn giữ được phong độ đỉnh cao ở mọi độ tuổi? Chắc chắn là phải có bí quyết. Các bạn có thể sử dụng man bất gôn với sự kết hợp của rất nhiều loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, bá bệnh, bạch tật lê, ba kích, nấm tỏa hương, sâm cau, đông trùng hạ thảo, hàu hay nhung hiêu, có tác dụng bổ thận tráng dương, giúp nam giới cải thiện thời gian cuộc yêu theo mong muốn, có thể là 20-30 phút. Đối với những nam giới mặc dù còn đang trẻ tuổi nhưng vì công việc hay bị áp lực stress, có những thói quen tác động làm suy giảm chức năng sinh lý thì đây là giải pháp vô cùng tuyệt vời để bổ sung và phục hồi sức khỏe. Đối với những nam giới đang bước vào giai đoạn thoái trào, mãn dục thì đây là giải pháp giúp cậu nhỏ sung mãn, luôn đạt được kích thước tối đa khi bước vào cuộc yêu, cậu nhỏ cương cứng lâu hơn, không còn gặp tình trạng bị xìu giữa chừng. Đặc biệt là sau cuộc yêu thì tinh thần vẫn cảm thấy rất thoải mái, cơ thể khỏe khoắn, sung mãn và thời gian phục hồi lấy lại phong độ nhanh hơn. Đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản thì đây là giải pháp giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, tăng tỷ lệ tinh trùng sống, tinh trùng khỏe mạnh, bơi nhanh, tăng tỷ lệ thụ thai. Đừng ngại thay đổi, nếu muốn có những kết quả mới thì bắt buộc chúng ta phải có những tư duy mới. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa. Và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy comment ở dưới video này, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.